Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khôi phục dữ liệu ổ cứng và hoặc là USB. Thì ổ cứng của USB của bạn thông thường ban ngày đang dùng bình thường, bỗng nhiên cắm vào máy tính, tự nhiên máy báo đòi format không, khi mình kích vào thì nó sẽ không cho truy cập. Thì mình sẽ hướng dẫn lại các bạn cách khôi phục lại nhanh, nhanh chóng, tiện lợi và không bị mất. Đây, như các bạn đã thấy ở trên màn hình là máy nó đang đòi format ổ hát này. Đấy. Nhấn cancel đi. Đây. Thì đầu tiên để đây. Đấy, như các bạn đã thấy là ở trên màn hình là cái ổ G của mình vẫn còn, nhưng ổ Y, ổ H nó đang báo bị format, kích vào nó sẽ không được, nó quay 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 này. Và bây giờ để mà khôi phục dữ liệu được, đầu tiên các bạn sẽ cài cho mình một cái phần mềm là Partition Guru Pro. Đây, thì phần mềm này mình đã cài sẵn đây rồi, thì có gì nếu mà các bạn cần thì các bạn lên mạng download cái phần mềm Partition Guru Pro và nó sẽ chạy trực tiếp được trên Windows. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại các bạn cách khôi phục dữ liệu. Đầu tiên các bạn mở phần mềm lên. Đây, máy kích nó không vào này, nó báo is not accessed này. Rồi, như các bạn đã thấy là chương trình đã hiện lên rồi. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn xem là cái ổ của mình đang là ổ nào. Thì như của mình hiện tại ổ của mình nó đang là ổ H, I và G. Đây, mình kiểm tra lại này, vào Micromotor này, ổ H, I và G. Bây giờ mình sẽ quay lại cái giao diện của chương trình. Thì ở đây ổ H mình vẫn còn này. Đấy, khi bấm vào đây thì các bạn có thấy là nó ở cái phần vùng partition này thì nó chưa hiển thị được file, thì các bạn sẽ kích sang mục tab file thì nó sẽ hiển thị show file của mình lên. Đây, như các bạn thấy các file của mình ở trong nó vẫn còn, trong này cũng vậy. Ổ này của mình nó trống không có gì nha. Rồi, đây đây là các cái file. Thì để lưu được những các file này lại thì đầu tiên các bạn sẽ phải có một cái ổ cứng gắn ngoài hoặc là một cái USB dung lượng chứa nhiều cái dữ liệu hơn mà mình cần copy về, để khi mà các bạn lưu lại nó sẽ không bị tràn bộ nhớ và nó sẽ không báo lỗi. Bây giờ mình sẽ cắm một cái ổ mới vào này, thì mình đã cắm thì nó sẽ xuất hiện ổ HD2. Ổ này của mình khi cắm vào thì nó còn dung lượng là 405 GB nên là thoải mái để copy. Bây giờ mình sẽ copy một cái file. Ví dụ như là mình sẽ copy một cái file này đi, test tool này đi. Đấy, mình sẽ chọn copy to. Cho to, sau đó thì dẫn đến cái ổ mà ổ này là ổ L này. Sau khi đó các bạn chọn OK. Đấy, như bạn đã thấy là nó đã copy về xong rồi. Và bây giờ mình mở cái open folder này xem là cái kết quả nó về như nào nhé. Đây, đấy, nó đã về đúng như là cái file ban đầu trước đây của mình có. Tiếp tục, đối với những các cái file còn lại thì các bạn làm tương tự như vậy. Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn xong là cách cứu dữ liệu nhanh chóng, tuyệt đối và an toàn, không bị mất dữ liệu khi cái ổ cứng của bạn báo lỗi format. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi thắc mắc các bạn comment phía dưới, mình sẽ hướng dẫn và giải đáp cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.